Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự đặc biệt Chào Xuân Mới Nhâm Dần. Xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa xuân mới an khang thịnh vượng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, mùng 2 tháng 2, tức mùng 2 Tết. Ngọn đuốc Phú Riềng Đỏ soi đường cho người công nhân cao su đã đứng lên dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Doanh nghiệp Bình Phước vững tin vượt thách thức, đón cơ hội trong năm mới Nhâm Dần. Nhiều lạc quan về triển vọng phục hồi mạnh mẽ của kinh tế nước ta trong năm tới. Tết ở Bệnh viện Dã chiến số 2 mang nặng tình thương, trách nhiệm và lòng sẻ chia. Tết năm con hổ, thăm nơi chăm sóc bảo tồn đàn hổ lớn nhất Việt Nam. Kính thưa quý vị, khi mùa xuân về trên khắp đất nước Việt Nam, cùng với những khúc hát xuân, khắp nơi lại vang lên những lời ca đẹp nhất dâng lên Đảng kính yêu. Cũng dễ hiểu, bởi với đất nước và dân tộc Việt Nam, có Đảng, ta sẽ có cuộc đời, sự sống, tất cả. Đảng là khởi thủy của mọi thành công. Đảng đã cho chúng ta mùa xuân bất tận. Từ khi Đảng ra đời, đã đem lại mùa xuân cho dân tộc Việt Nam, đem lại cơm no, áo ấm cho mọi tầng lớp nhân dân. Minh chứng rõ nét ở mảnh đất Bình Phước của chúng ta đó là cách đây 92 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng thực hiện cuộc tổng bãi công, làm chấn động địa ngục trần gian của chế độ thực dân phong kiến và bẻ lũ tay sai. Từ Phú Riềng Đỏ, người công nhân cao su đã đứng lên dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, viết nên kho sử hùng tráng bằng mồ hôi, nước mắt, máu, sinh mạng của biết bao thế hệ, tạo nên cốt cách công nhân cao su anh hùng. Con đường nhựa dẫn vào khu di tích quốc gia Phú Riềng Đỏ, đi xuyên qua khu rừng cao su đang vào mùa thay lá, đẹp như tranh vẽ. Mặc dù những người công nhân cao su anh dũng năm xưa giờ đã yên nghỉ trên đất mẹ, tuy nhiên những thế hệ tiếp theo thì vẫn rất đỗi tự hào về truyền thống của cha anh. Để lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân cao su, vào đêm 28 tháng 10 năm 1929, tại bờ suối trong khu rừng Làng Ba, đồn điền cao su Thuận Lợi, chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập với tên gọi là chi bộ Phú Riềng Đỏ. Đây là chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ, là một trong những cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam. Những cái chi bộ này, từ cái nòng cốt 6 thành viên này, bắt đầu đi gây dựng cơ sở vận động các cái quần chúng, và những cái quần chúng tốt ấy, tích cực ấy, thì được cử đi các đồn điền khác để nhân mối lên, để nhân lên các cái hoạt động và các cái cá nhân làm nòng cốt cho các cái nơi khác chưa có phong trào, thì tôi thấy đấy là một cái hoạt động rất là tốt. Cái thứ hai ấy, là sau khi được thành lập, cái chi bộ này ấy, đã bắt đầu vận động tổ chức anh em đấu tranh có hình thức, ví dụ bãi công, trước khi bãi công phải làm gì. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Phú Riềng Đỏ, cách đây 92 năm, hơn 5.000 công nhân cao su và người lao động của 10 làng trong khu vực đã tiến hành biểu tình, bao vây khu nhà trụ sở của công ty Michelin và buộc giới chủ phải đáp ứng thực hiện các quyền lợi thiết yếu cho công nhân. Sự kiện này đã gây rúng động Nam Kỳ, vang tới tận Paris, Pháp, khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với đội ngũ công nhân, trong đó có công nhân cao su Phú Riềng. Cái phong trào này nó đã trở thành một cái ngọn cờ, nó lan ra cái ảnh hưởng của nó, tiếng vang của nó với các cái nơi khác, và người ta coi công nhân cao su Phú Riềng đấy là cái ngọn cờ đầu trong cái phong trào đấu tranh. Và chính đảng đã, Cộng sản Việt Nam, mà trước đó là các cái tổ chức Cộng sản như Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, mới thấy rằng là phải dựa vào cái lực lượng này, cái lực lượng vô sản này để mà xây dựng tổ chức. 92 năm đi qua, Phú Riềng Đỏ năm xưa đã trở thành mảnh đất lành với bạn ngàn cao su, góp phần xây dựng và kiến tạo quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, biết bao tấm gương hy sinh, kiên cường, đấu tranh bất khuất của các thế hệ công nhân cao su Bình Phước làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của ngành công nhân cao su nói riêng, quân và dân Bình Phước nói chung,
tô thắm thêm trang sử vàng của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng. 92 năm đã trôi qua, song sự kiện cuộc nổi dậy mùa xuân Canh Ngọ năm 1930 vẫn còn nguyên giá trị cho các thế hệ sau này. Đó chính là phẩm chất của các thế hệ cách mạng trung kiên. Rộng hơn, đó cũng là biểu tượng của người Việt Nam khi dân tộc phải trực diện với những thử thách sống còn. 92 năm Đảng Quang Vinh, 92 năm truyền thống Phú Riềng Đỏ là những mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng bởi ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường, là điểm tựa kết nối hàng chục ngàn trái tim yêu nước của thế hệ người Việt yêu nước thương nòi. Lịch sử vẻ vang ấy cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, là di sản quý báu, bất tử, để thế hệ hôm nay kế thừa, tích cực lao động sáng tạo trên con đường hội nhập và phát triển. Thưa quý vị, năm 2021 đã khép lại, nhưng những ảnh hưởng chưa từng có của đại dịch COVID-19 trong năm vừa qua vẫn còn đó. Vẫn còn đó với các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất như thiếu hụt lao động, khó khăn phương tiện vận chuyển, chi phí sản xuất tăng cao, đơn hàng ứ đọng. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp cho rằng năm 2021 Tân Sửu là một năm đầy bão tố khi cùng một lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vâng, những trải nghiệm đầy thách thức chưa từng có, khó có thể quên của năm 2021 sẽ là bài học kinh nghiệm cho chặng đường phía trước. Nhiều doanh nghiệp đã phải nỗ lực vượt bậc để đạt được mục tiêu cao nhất và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Những ngày cuối năm Tân Sửu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nga Phước vẫn tiếng ồn á đều đặn của guồng máy sản xuất nhân điều. Để đáp ứng cho những đơn hàng cuối năm, công ty đẩy mạnh sản xuất ở tất cả các khâu. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Do đó, việc sản xuất để giữ uy tín với khách hàng, tạo việc làm cho công nhân là việc làm không hề đơn giản. Theo công ty, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Khi mà dịch xảy ra đối với địa bàn tỉnh Bình Phước, thì anh em các chiến sĩ công an, các em dân quân cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho công ty, như là phòng chống dịch bệnh rất là tốt. Bình Phước được coi là thủ phủ ngành điều của cả nước với hơn 1.100 công ty doanh nghiệp, cơ sở chế biến hạt điều. Với nhiều doanh nghiệp, đại dịch COVID-19 là một thách thức chưa từng có tiền lệ. Năm 2021, các doanh nghiệp trong ngành đã phải huy động mọi nguồn lực để đảm bảo doanh thu cũng như tạo việc làm cho người lao động. Có thể nói, trải qua một năm nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đã tự tạo được sức đề kháng mạnh mẽ, thích ứng an toàn để phát triển. Tôi với doanh nghiệp ở đây thì tôi làm thường xuyên, nói chung là về hàng, về chất lượng là một, thứ hai là chúng tôi chủ động về vấn đề nguyên liệu. Điều năm nay thì năm vừa rồi thì cũng có những khó khăn, nhưng vì là doanh nghiệp tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Là cái điều là cũng một là mình chuẩn bị sẵn, hai là được cái là khách hàng người ta mến mộ đã lâu, người ta hàng họ là lúc nào cũng có sẵn sàng. Bình Phước hiện có hơn 9.500 doanh nghiệp. Hành trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mang lại cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức. Tuy còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực, các doanh nghiệp Bình Phước luôn kỳ vọng đóng góp cho nền kinh tế tỉnh nhà. Khép lại năm 2021 đầy biến động, các doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng các phương án và chủ động nguồn hàng cho năm 2022. Một năm mới, thắng lợi mới. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh trải qua một năm 2021 với tổn thất nặng nề từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, mà thành phố là tâm dịch của cả nước. Vượt qua những thời điểm khốc liệt nhất, thành phố vẫn kiên định mục tiêu kép và đến nay là thích ứng an toàn, tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng. Phục hồi phát triển không chỉ là nhu cầu của nội tại thành phố, của doanh nghiệp, mà là trọng trách của đầu tàu kinh tế với cả nước. Doanh nghiệp Nhật Bản này đã hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 năm. Đến nay, quy mô không ngừng được mở rộng, chất lượng sản phẩm ngày càng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ tiếp sức kịp thời của thành phố,
doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động và tiếp tục chinh phục mục tiêu. Sau hơn 20 năm đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh, công ty tôi liên tục phát triển. Đến nay đã mở rộng thêm 4 nhà máy ở nhiều địa phương. Thành phố đã tạo những điều kiện tốt nhất, tháo gỡ nhiều vướng mắc khó khăn, nhất là trong đợt hoạt động 3 tại chỗ vừa qua. Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát đã khiến thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng, thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố năm vừa qua vẫn đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Sự phục hồi của doanh nghiệp FDI cùng với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, nhất là từ hết giãn cách đến nay, đã góp phần giữ nhịp kinh tế cho thành phố, xuất khẩu khởi sắc, giúp thu ngân sách cả năm vượt 5% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ, dự kiến đạt trên 383.000 tỷ đồng. Với cái tinh thần là không lùi bước thì doanh nghiệp luôn là sẵn sàng nỗ lực bản lĩnh để đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cơ cấu, tiếp nối cái chuỗi sản xuất cung ứng, tìm cái phương án sản xuất kinh doanh hợp lý cùng cho thành phố hồi phục cái hoạt động kinh tế xã hội. Doanh nghiệp đang cố gắng và bứt tốc hoàn thành kế hoạch năm để về đích sớm cung cấp hàng hóa cho thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn ba tại chỗ, kết hợp với các hoạt động xúc tiến thị trường để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Dù vậy, tác động nặng nề của đại dịch khiến kinh tế đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt GDP giảm đến 6,78% so với cùng kỳ là mức giảm chưa từng có. Tăng trưởng trở lại trong năm 2022 là thách thức, đồng thời cũng là động lực để thành phố bứt phá. Thưa quý vị, trong những ngày này, nếu như ở những gia đình, thôn ấp đang rộn ràng không khí xuân mới, thì ở Bệnh viện Dã chiến số 2, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại thị xã Bình Long, không gian đặc biệt này đang mang nặng tình thương, trách nhiệm, lòng sẻ chia. Trong không gian đặc biệt ấy, mỗi người như xích lại gần nhau hơn, cùng động viên nhau vượt qua khoảnh khắc thiêng liêng chào đón năm mới trong hoàn cảnh bất khả kháng để chiến thắng chính mình và sự khắc nghiệt của dịch bệnh. Đã hơn 2 tháng nay, kể từ ngày Bệnh viện Dã chiến số 2 được thành lập, bác sĩ Nguyễn Văn Trinh, khoa ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, được phân công về làm trưởng khu điều trị, thì cũng bằng đó thời gian, anh chưa một lần về nhà thăm vợ, chăm con. Thời gian, không gian, tất cả sinh hoạt đều gắn liền với bệnh viện. Không chỉ riêng bác sĩ Trinh, hơn 30 đồng nghiệp khác cũng không kể ngày đêm hay cuối tuần luôn túc trực bên cạnh các ca F0, nhất là những bệnh nhân nặng. Nhiệm vụ đó càng ý nghĩa và thiêng liêng hơn trong những ngày Tết đến xuân về. Hai năm dịch vừa qua thì năm đầu bọn tôi được cũng có điều trị F0 tại bệnh viện, nhưng mà may mắn là được ăn Tết cùng gia đình. Thì năm nay được phân công của ban giám đốc thì chúng tôi cùng anh em, cùng bệnh nhân sẽ đón Tết, có một cái Tết đặc biệt trong bệnh viện Dã chiến. Thì chúng tôi cũng cố gắng quên đi cái nỗi nhớ gia đình, nhớ con, nhớ vợ, sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của ban giám đốc đề ra. Từ khi nhận nhiệm vụ ở bệnh viện Dã chiến số 2, nữ điều dưỡng Bùi Hồ Xuân Thảo cũng chưa từng về thăm gia đình. Những ngày Tết đến xuân về, khi người người nhà nhà đoàn viên, nỗi nhớ các con càng lớn, khát khao sum vầy gia đình càng cao. Những cuộc gọi vội vã để ngắm nhìn các con, nghe con chia sẻ câu chuyện điểm 10 học tập trong giờ nghỉ ngắn ngủi của chị Thảo, thực sự là liều thuốc tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho chị vượt qua chặng đường phía trước. Số lượng bệnh nhân đông, nhân lực y tế lại mỏng, nên mỗi người ở đây phải choàng gánh thêm các phần việc cho nhau. Công việc tất bật cả ngày lẫn đêm. Dẫu vất vả, nhưng nỗi lòng nhân viên y tế lại nghĩ cho bệnh nhân nhiều hơn. Chỉ mong bệnh nhân mau lành bệnh để ai ai cũng được sớm về nhà đoàn viên cùng người thân. Tụi tôi mang một cái tinh thần là nhiệt huyết để cống hiến cho đất nước một cái gì đó. Và cũng là do cho tâm huyết của nghề của chúng tôi. Thì tôi mong rằng là xuân này thì cùng với lại mọi người và mọi tất cả các công nhân F0 ở đây chiến thắng được cái COVID.
Lòng nhiệt huyết, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến đã vun đắp thêm niềm tin yêu và quyết tâm vượt lên của hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại đây. Với họ, dù cái Tết năm nay khá đặc biệt vì phải chịu cảnh bệnh tật, song chính những quan tâm của y bác sĩ đã giúp họ vững tin sẽ sớm chiến thắng bệnh tật. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ở đây nói thật rất là tận tình, rất là thương, đi khám một ngày mấy lần á. Nói chung là đêm cũng vậy, ngày cũng vậy. Nói chung là rất tận tình. Nói về cái bác sĩ, y tá, đội ngũ, ekip ở đây được. Các bệnh nhân không ai chê được. Dù trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng để ai cũng được có Tết, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 cũng như lãnh đạo chính quyền các cấp đã trao những phần quà động viên đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị COVID. Để tạo thêm không khí xuân, những con người đặc biệt nơi đây tranh thủ thời gian làm tiểu cảnh, trồng rau xanh, thêm hương vị ấm cúng, đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc. Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt của cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Y tế Bình Long cũng như Bệnh viện Dã chiến số 2. Thì hiện tại là có 32 y bác sĩ đang phục vụ điều trị để bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Thì trong đó có khoảng 21 y bác sĩ là tình nguyện ở lại để phục vụ Tết. Đón một cái Tết đặc biệt nhưng an toàn, ấm áp và nêu cao tinh thần phòng dịch, đó là cảm nhận của mọi người ngay lúc này. Tất cả đều chung niềm tin và mong ước một năm mới bình an và đoàn kết, tạo nên sức mạnh to lớn để chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, hình tượng con hổ hay chúa Sơn Lâm đã xuất hiện từ lâu đời và gắn bó với lịch sử của loài người, là biểu tượng của sức mạnh, thực lực, uy quyền và tâm linh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, loài hổ hoang dã tại Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Để bảo vệ các cá thể hổ hoang dã còn sót lại, tránh khỏi nạn săn bắn buôn bán trái phép, Việt Nam đã đưa hổ vào danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thông qua các nỗ lực đang được triển khai như bảo vệ và khôi phục các sinh cảnh và hệ thú mồi của hổ nhằm chấm dứt việc nuôi nhốt hổ không vì mục đích bảo tồn. Tết năm con hổ, Hữu Trung xin mời quý vị đến thăm đàn hổ lớn nhất Việt Nam để xem ở đây công tác chăm sóc bảo tồn chúa Sơn Lâm như thế nào. Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội, huyện Sóc Sơn đang chăm sóc 36 con hổ trưởng thành, chủ yếu là hổ Đông Dương. Đây là trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc hổ nhiều nhất cả nước. Mặc dù có không gian hạn chế, nhưng trong suốt những năm hoạt động, trung tâm luôn chăm sóc tốt cho các con thú, khu vực chuồng trại được thiết kế khoa học, đảm bảo mỗi con thú đều có thể vận động tại chỗ. Những con hổ sau khi ghép đàn thành công được nhốt riêng một chuồng, sau đó thả luân phiên theo ngày và giờ để vận động vui chơi. Diện tích trung tâm này nó thực sự là rất rất nhỏ hẹp, nó chỉ có 1 ha thôi. Và trung tâm cũng đã dành khá nhiều cái diện tích để cho các cá thể hổ có thể trong cái điều kiện tốt nhất. Thì trung tâm cũng đã cố gắng hết sức để làm sao hổ được ở được một cái có cái không gian để có thể ra ngoài tiếp cận với những cái môi trường nó cây cỏ, đất cát tự nhiên. Tức là cũng có cái không gian để có thể nó ra ngoài kể cả phơi nắng nữa. Tổ chăm sóc hổ gồm 8 người thường gọi là vú nuôi, đều có nhiều năm kinh nghiệm. Hổ sau khi đưa về trung tâm sẽ được khám sàng lọc, theo dõi tập quán hành động, sau đó ghép chung với những con cùng giới tính, cùng độ tuổi và sở thích. Nhiều hổ hung dữ sẽ được nhốt riêng. Để trở thành vú nuôi của hổ, người chăm sóc phải có tình yêu, kiên trì lắng nghe, dần làm quen để mang đến cảm giác yên tâm cho từng con. Đối với hổ nói riêng thì ví dụ như từng cá thể hổ một, mình sẽ phải quan sát xem nó có những cái hành vi như thế nào, nó trong cái môi trường nuôi nhốt thì nó có những cái biểu hiện và tập tính của nó ra làm sao trong cái môi trường điều kiện nuôi nhốt như này, để từ đấy thì mình có những cái chăm sóc phù hợp. Ví dụ như để đối với một số bạn thì các bạn ấy thích cành cây chẳng hạn thì mình sẽ phải bố trí cành cây, hoặc có bạn thì thích lốp xe thì mình sẽ cho lốp xe, hoặc có bạn ấy thích những cái bao tải đay cho lá khô hoặc cho rơm thì mình sẽ phải bố trí tùy từng cá thể một, thì mình sẽ phải quan sát những cái hành vi và mỗi một con nó có một cái tính cách riêng. Thì đấy là cũng là một cái sự tỉ mỉ và mình phải lý hàng ngày thì mình mới nhận biết được cái việc đấy.
Riêng đối với hổ thì việc chăm sóc sẽ đặc biệt hơn bởi hai lý do. Hổ là động vật quý hiếm, đặc biệt hổ là thú dữ quen sống môi trường hoang dã và rất nhạy cảm. Nên mọi thao tác, hành vi của nhân viên chăm sóc đều phải chuẩn chỉ, đúng mực. Nhưng những việc này, các bảo mẫu đã quen thuộc. Điều khó khăn nhất mà trung tâm đang gặp phải đó là việc chăm sóc sức khỏe cho hổ. Công tác khám chữa bệnh vẫn là cái công tác nó tương đối là khó đối với trung tâm. Khó là vì sao? Vì thực ra thì hiện nay những cái công tác khám chữa bệnh chuyên sâu, tức là những cái thực hiện những cái phẫu thuật chuyên sâu hoặc là những cái công tác khám nó mang tính chất chuyên sâu thì hiện nay bác sĩ thú y của trung tâm thì cũng chủ yếu là cũng bác sĩ động vật trong nước của Việt Nam thì mới đang ở mức độ là chăm sóc các con vật nuôi thôi. Mặc dù ở đối với trung tâm thì cũng công tác thú y cũng đã được nâng cao rất nhiều, cũng được tập huấn và cũng được các chuyên gia nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ. Thế nhưng mà đối với công tác thú y về chuyên sâu, ngay cả những cái việc ví dụ như mổ để phẫu thuật, những cái công tác liên quan đến phẫu thuật chuyên sâu cho động vật hoang dã thì đều phải cần cái sự hỗ trợ của các tổ chức, các bác sĩ của tổ chức nước ngoài. Chuồng nuôi nhốt hổ xây dựng từ 15 năm trước được chia thành nhiều khoang. Mỗi con hổ đều được đặt tên riêng để theo dõi bệnh tật. Những bảo mẫu cũng thường gọi tên để gần gũi với chúng hơn. Tuy nhiên, việc bảo tồn hổ vẫn dừng lại ở trong trung tâm, không thể đưa hổ ra ngoài tự nhiên. Với diện tích hạn chế, khó có không gian để hổ có thể hoạt động nhiều. Các bảo mẫu chỉ mong muốn có thêm không gian để hổ có thể thoải mái vui chơi, tăng thêm những phúc lợi. Bên cạnh đó, mong muốn cộng đồng cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, dừng tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã hiện nay. Thưa quý vị, tại Singapore, không khí đón Tết Nguyên đán đã ngập tràn trên những con phố trung tâm và người dân đảo quốc sư tử kỳ vọng vào một năm mới vươn lên mạnh mẽ hơn sau 2 năm vật lộn với những tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19. Đây là năm thứ hai Singapore đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên năm nay với tỷ lệ dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở mức cao, Singapore đã xác định sống chung với COVID-19 nên nhiều hạn chế đã được nới lỏng, các hoạt động vui chơi lễ hội đã được tổ chức. Vì vậy, không khí đón chào năm mới Nhâm Dần ở nước này sôi động, nhộn nhịp trở lại và người dân đảo quốc sư tử đang hào hứng chờ đón một năm mới an lành và tươi sáng hơn. Phố xá trang hoàng rực rỡ, nhiều hoạt động văn hóa náo nhiệt, người dân đổ ra đường sắm Tết. Các quầy hàng Tết truyền thống tại các con phố trung tâm Steam, Makuda, Chengkendo và Stago sẽ vẫn mở cửa đến nửa đêm của Tết Nguyên đán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Xuân Nhâm Dần thực sự đã gõ cửa Singapore và kiều bào Việt Nam nơi đây. Hôm nay tôi đưa cháu tới đây để cảm nhận không khí Tết. Trước đây khu phố này có rất nhiều cửa hàng, rất đông người tới mua sắm, thậm chí không thể đi được. Nhưng bây giờ thì vắng vẻ hơn rất nhiều do đại dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách. Nhưng dù sao thì việc đi lại, tham quan khu vực này cũng vẫn an toàn. Lễ hội ánh sáng với chủ đề Easter in a Closing New Year, nghĩa là bước vào một năm mới rầm rộ kéo dài tới ngày 2 tháng 3, bắt đầu từ 19 giờ các ngày cho tới nửa đêm. Điểm nhấn là hơn 60 con hổ Bengal dọc theo gần 1 km của đường Eau Thorsten ở khu phố Người Hoa. Hình ảnh gia đình 5 con hổ tượng trưng cho sự đoàn tụ, hòa thuận và thịnh vượng nằm ở giao lộ giữa phố Eau Thorsten và phố New Christ. Hổ là con vật đại diện cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Đây cũng là thông điệp mà các nhà chức trách Singapore mong muốn người dân sẽ tiếp tục phát huy trong năm mới Nhâm Dần. Các tác phẩm điêu khắc hổ tại quảng trường Kethire nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn. Cây điều ước Chinatown Pride Atrium cũng được dựng lên tới ngày 17 tháng 2 và du khách có thể quyên góp tối thiểu 2 đô la Singapore cho một tấm thiệp điều ước. Thưa quý vị, những hình ảnh đón Tết Nguyên đán tại Singapore cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.